Trong giờ học vì quá nóng nên thầy giáo lôi ra một cái khăn để lau mặt, nhìn kỹ lại thì nó chính là một cái quần lót nữ, nhưng anh ta vẫn chưa biết gì và vẫn tiếp tục lau khắp mặt. Cô bé học sinh ở dưới lớp thấy vậy thì lo lắng liên tục ra hiệu cho thầy giáo. Người thầy vẫn chưa hiểu còn tưởng cô muốn hỏi bài và lại dùng cái quần lót lau khắp mặt. Con bé hết cách đành đập xuống bàn làm mọi sự chú ý đổ dồn về mình. Ông thầy ở trên giật thoát tim cũng nhận ra được mình đang lấy nhầm cái để rửa mặt và giấu nó đi ngay lập tức. Nhiệm vụ thành công, con bé đưa mắt lườm thầy với vẻ mặt khó chịu, còn chiếc quần đó cũng chính là của cô bé. Nhưng mà tại sao cô lại giúp ông thầy biến thái dùng quần lót của mình lau mặt thì chịu khó coi phim cùng kênh nha. Người thầy đó chính là Sang Min, là một du học sinh tài năng nhưng lại rất đào hoa. Anh thường bị hấp dẫn trước những cô nàng nóng bỏng bất kể mọi tình huống. Tuy đang sắp đi xem mắt mà vẫn có thể bị đôi chân dài của cô gái bên cạnh thu hút, vừa muốn đuổi theo nhưng lại thất vọng vì thấy cô ấy xa vào lòng người khác. Chưa kịp buồn thì lại thấy mục tiêu vánh ngắn trước mặt. Anh cố tình đặt điện thoại dưới váy của cô gái nhưng bị phát hiện khiến cô tức giận đá bay chiếc điện thoại của anh. Thì ra đó là bọn ân cô học trò đầu phim cũng là bạn Thanh Mai Trúc Mã của Sang Min. Họ cùng nhau lên xe về nhà và món quà đặc biệt anh dành tặng con bé là chiếc áo lót dâu tây đáng yêu. Thật là một chàng trai biến thái mà. Lần này Sang Min trở về là vì sức khỏe ông nội của Bo-eun. Ông nội của cô và ông nội của anh là hai chiến hữu thân như anh em ruột. Sau khi ông nội anh mất thì ông của cô xem gia đình anh như con mình, đến nỗi còn có tấm ảnh chung treo trước nhà. Trước kia giữa họ đã cùng hứa với nhau sẽ kết thành thông gia nhưng họ lại đẻ con trai. Vì thế nó sẽ được truyền tới đời cháu là hai người họ. Ông cũng đã không còn khỏe nữa rồi nên cả hai mau chóng kết hôn. Khi đó ông sẽ yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay. Vấn đề ở đây là hai đứa trẻ không đồng ý vì họ còn đang rất trẻ. Anh là sinh viên năm cuối còn cô chỉ là học sinh trung học 15 tuổi mà thôi. Hôm sau Sang Min đến trường gặp đàn chị của mình, sau đó thì cùng hai người bạn thân đi tâm sự về cuộc hôn nhân khó xử này. Ở trường cô cũng như các bạn học nữ khác đều mơ mộng anh chàng cầu thủ bóng chày dũng u điển trai và tài giỏi. Lúc anh đến tìm Bo-eun thì cô đang đi cùng bạn nên cả ba đã đến một quán ăn để nói chuyện. Anh cũng không tránh mặt bạn cô mà bảo rằng hay là cứ làm theo ý của ông, khiến cô hốt hoảng từ chối. Cho dù có cưới đi nữa nhưng hiện tại cô chỉ mới 15 thôi, làm anh cũng bất lực từ bỏ ý định. Nghe hai người nói chuyện, bạn của cô nghĩ anh là một tên biến thái chơi xong bỏ rồi vỡ òa lên khóc, khiến hai người phải vội kể mọi chuyện cho cô ấy nghe. Sau khi biết được mọi chuyện thì bạn cô đồng ý sẽ giữ bí mật rồi rời đi trước. Ngay sau đó cô nhận được điện thoại báo tình hình nguy cấp của ông nội nên hai người chạy đến bệnh viện. Vì để lừa cháu gái kết hôn mà ông của Bo-eun đã giả vờ sức khỏe rất yếu dù còn sống được 20 năm nữa, nhịp tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào bằng cách điều khiển máy đo nhịp tim nhảy liên tục như thị trường chứng khoán. Đầu tiên ông làm cho máy đo nhịp tim báo hiệu tim ngừng đập khiến hai đứa hốt hoảng chạy vào, sau đó thì giả vờ từ từ tỉnh lại. Bước thứ hai, ông chơi đòn tâm lý kể về câu chuyện cũ rằng mình đã thích bà của Sang Min nhưng quyết định giấu kín tình cảm đó. Cuối cùng ông giả vờ ho ngất đi rồi lại khiến máy đo nhịp tim báo hiệu tim ngừng đập làm cô hoảng sợ xin ông hãy tỉnh lại, họ hứa sẽ kết hôn với nhau để ông thanh thản. Trở về nhà cô vào phòng khóc nức nở, em trai cô mới đâu đang an ủi thì lại quay sang cà khịa, nếu chị không muốn bị phát hiện mông lệch thì hãy độn vào. Nghe thấy thế mẹ cô bước vào đập cho một phát rồi đuổi ra, còn bà thì ở lại an ủi. Bo-eun lo lắng việc kết hôn sẽ ảnh hưởng tới việc học và rất sợ mọi người biết được, mẹ nghe thấy thì an ủi cô rằng kết hôn không ảnh hưởng đến việc học, cưới vui lắm con ạ nên cưới sớm đi. Cứ thế theo sự sắp xếp thì Bo-eun cùng Sang Min cưới nhau rồi đi hưởng tuần trăng mật để hâm nóng tình cảm. Thế nhưng ngay khi máy bay sắp cất cánh, cô đã lừa rằng cần đi vệ sinh và để chồng bay một mình. Để gia đình không phát hiện cô đã không về nhà mà đi lang thang và quay lại trường, thì cô đang rửa tay thì gặp anh chàng cầu thủ bóng chày Dung U, hai người đã cùng nhau đi chơi rất vui vẻ. Dung U hỏi con bé đã có bạn trai chưa và sau khi nhận được câu trả lời chưa thì cậu đã đặt tay mình lên tay cô trên băng ghế. Bên này Sang Min bị bỏ rơi phải hưởng tuần trăng mật một mình thì trong lòng rất khó chịu, không muốn ăn cơm chó người khác nên đã lấy nước bồn cầu tạt vào đôi tình nhân đang chim chuột tầng dưới. Hôm sau khi đang dạo chơi thì gặp bạn thân của Bo-eun đi tham quan, anh muốn hỏi về người vợ bỏ trốn của mình. Vì bất cẩn mà anh té đè lên người con bé khiến cho một người phụ nữ nghĩ anh là biến thái, chưa kịp hỏi gì đã phải chạy rù rò. Lần thứ hai gặp bạn của vợ mình là lúc anh đang định tán tỉnh cô giáo của họ. Cô nghi ngờ hỏi anh tại sao lại đi một mình thì người phụ nữ nghĩ anh là biến thái trước đó xuất hiện, nàng cho anh một quả đấm vào bụng khiến anh một lần nữa phải bỏ chạy. Kết thúc chuyến đi trăng mật, một mình Sang Min tức giận nhìn thấy Bo-eun, tuy rất muốn đánh cô một trận nhưng anh cũng chỉ kéo cô đi thay hanbok rồi ra mắt gia đình hai bên. Anh đã che giấu việc vợ bỏ rơi mình và nói chuyến đi rất vui vẻ, còn giả vờ ôm cô lên về phòng ngủ trước mặt cả nhà hai bên khiến họ rất vui vẻ trừ người mẹ lo lắng cho con gái. Thế là từ đây bad boy mê gái và cô dâu bất đắc dĩ 15 tuổi phải sống với nhau dưới một mái nhà. Buổi tối đầu tiên của hai vợ chồng trẻ, Bo-eun đang làm bài tập bị Sang Min mới tắm xong chạy ra trêu đùa vợ. Thế quái nào lại ngã cắm mặt vô người cô, cái kết là bị vợ trong lúc hoảng hốt cắm thẳng chiếc bút vào đầu chảy máu bét tè lè nhè. Sáng hôm sau Bo-eun kể cho cô bạn thân nghe bí mật là mình và Dung U đang hẹn hò với nhau. Cô bạn không thể vui nổi bảo Bo-eun đã là người có chồng mà.
con bé lại nói cô chỉ vì ép buộc thôi và Dung U sẽ hiểu cho mình nếu cậu biết. Bên này Sang Min đi nhậu cùng bạn thân còn chém gió rằng vợ rất nghe lời anh, còn lôi điện thoại ra gọi cho bắt vợ hãy đến đây dù rằng cô đang học. Khi vừa đến nơi trong bộ đồng phục học sinh thì bị bảo vệ ở đây chặn lại không cho vào, đến khi anh hét lên đó là vợ mình thì cô mới vào được. Mới ngồi xuống liền trách anh tại sao lại gọi mình đến chỗ này, anh quát lại rằng chồng em nói được là được. Sau đó giới thiệu cô với mọi người rằng cô nấu ăn rất giờ còn học dốt, ngủ thì ngáy và thậm chí định nói việc cô bỏ rơi anh trong tuần trăng mật, nhưng may im lặng kịp thời. Kết thúc cuộc vui thì anh say bí tỉ nằm bất tỉnh trên vai vợ trong xe của đàn chị. Trên đường về đàn chị đã nói đúng là hai người họ sinh ra dành cho nhau nhưng cô không đồng ý. Nàng bảo từ nhỏ họ đã rất hay gây gổ với nhau. Người đầu tiên tóc váy cô chính là anh khiến đàn chị cảm thán đúng là con trai luôn có cách đối xử khác biệt với cô gái mà mình thích. Sáng hôm sau đi học thì Bo Eun bị con nhỏ thích thầm Dung U dọa đánh vì dám loan tin mình là bạn gái của cậu. Dung U từ đâu chạy đến chắn trước mặt cô và tuyên bố hai người đúng là một cặp rồi cảnh báo họ không được bắt nạt cô nữa. Cậu đưa cô đến sân vận động để an ủi. Bọn họ luôn tự ra vẻ mình là công chúa nhưng với cậu thì cô mới là công chúa thực sự. Điều đó khiến con bé rất vui nhưng lại làm cho cô bạn thân phía sau cánh cửa buồn bã bỏ đi. Sáng là công chúa của bạn trai nhưng tối lại là vợ của chồng. Cô tinh nghịch đứng trên xe đẩy để chồng đẩy đi rồi ra lệnh cho anh lấy nguyên liệu. Chồng vừa quay sang lấy đồ thì xe đẩy vẫn chạy về phía trước khiến cô ngã vào quầy trưng bày mì. Thấy thế anh vô cùng lo lắng đến ôm cô dậy và luôn miệng hỏi vợ có sao không. Đăng Tí thì có cảm tình với ông chồng hờ thì bị hỏi sao mông em lại lệch thế. Nhìn họ chả khác gì một cặp vợ chồng thật sự rồi. Ăn xong lại dựa vào trò kéo búa bao mà quyết định ai là người rửa chén. Kết quả cô là người rửa đồng chén bát đĩa này còn anh thì ung dung đi tắm. Sau khi rửa xong cô quay ra thấy anh chỉ mặc quần liền nổi ý đùa giỡn. Con bé lén đến tụt quần ngoài của chồng rồi cười khiêu khích. Nhưng chồng vừa định trêu lại thì khóc lóc xin tha. Khi Sang Min thức dậy thấy đống kim bắp xấu tệ trên bàn tưởng vợ phi mình mà học nấu ăn. Anh vui vẻ ăn ngấu nghiến chúng. Nhưng làm sao mà biết được đó là phần dư ra, còn phần đẹp đã bị vợ mang đi cho thằng nhóc tình địch rồi. Trùng hợp thay chương trình anh xem lại là trực tiếp trận đấu bóng chảy của Dung U, máy quay còn lia vào cô đang lúc cổ vũ hăng say khiến anh bất ngờ và tò mò. Anh vào phòng cô xem thì phát hiện những tấm hình của vợ và cậu chàng cầu thủ bóng chảy này. Tuy buồn nhưng anh cũng không nói gì cả vì anh biết cô chỉ là đứa trẻ 15 tuổi chưa hiểu chuyện và Bo Eun cũng không thích anh. Cuộc hôn nhân này chỉ vì bị ông nội ép buộc mà thôi. Ngày hôm sau khi đến trường thấy bạn thân không còn thân thiết với mình như trước. Hỏi ra mới biết là bạn cô cũng thích Dung U nên cô cảm thấy rất buồn. Hôm nay khi Sang Min đến trường làm người mẫu cho hai thằng bạn của mình phác họa thì được đàn chị thông báo về ngôi trường anh sẽ thực tập. Đó lại chính là trường Bo Eun đang học. Biết điều này anh cảm thấy vô cùng khó chấp nhận nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Khi đưa Bo Eun đến trường học anh thật không biết phải mở miệng thế nào với vợ nên thôi rồi tự mình đi tìm phòng giáo vụ. Tại đây anh gặp cô giáo chủ nhiệm lớp. Cô Kim mê anh như điếu đổ còn dặn học sinh không được giở trò với anh khi giới thiệu anh là giáo viên mỹ thuật mới của lớp. Nhìn thấy chồng mình trong lớp học thì Bo Eun rất bất ngờ. Tối đó các giáo viên đi nhậu với nhau, cô Kim uống say quấn lấy anh đòi đi tăng hai nhưng bị ném lại trên xe thành công thoát về nhà. Đến nhà anh thấy Bo Eun chưa ngủ, con bé chất vấn anh không nghe điện thoại và bắt anh phải cẩn thận khi ở trường vì không muốn mọi người biết chuyện. Ngày đầu tiên đứng lớp sau khi nhậu say bí tỉ khiến anh rất khó chịu, đang phê phạt thì lấy nhầm quần lót của vợ tưởng khăn mặt mà đem ra lau mặt trước lớp. May mắn trừ cô thì tất cả học sinh đang cặm cụi vẽ nên không chú ý. Tới trưa cô Kim rủ Sang Min đi ăn bữa trưa tình nhân đã chuẩn bị trước sự chứng kiến của các học sinh. Đến giờ tan trường đang tính đi về thì bị cô Kim chặn trước cổng chờ, hết cách bèn leo rào mà đi ra ngoài. Vì cay cú bị người trong mộng ném mặt, cô Kim tìm đến nhà khiến hai vợ chồng hờ sợ hãi giấu hết đi ảnh của mình tránh bị phát hiện. Cửa mở nên cô Kim vào nhà khi bọn họ chưa chuẩn bị xong, Bo Eun chỉ có thể nấp sau tấm màn cửa. Vừa vào nhà cô ta đã tán tỉnh anh và bị máy hút bụi thu hút đến phía tấm màn nên phát hiện có người. Trong lúc khẩn cấp Bo Eun giật luôn tấm màn chạy ra ban công và té xuống dưới khiến cô Kim trợn mắt há mồm, còn anh thì giải thích đó là em gái của mình có chút điên khùng. Kết thúc ngày nghỉ chủ nhật anh lại lên lớp giảng bài, ngày tiếp theo đứng lớp học sinh hỏi anh về mối tình đầu của mình. Sang Min bảo mối tình đầu của anh là cô gái duy nhất đến thăm thầy trong suốt 3 năm nghĩa vụ quân sự, nhưng cô ấy lại không biết rằng anh thích cô ấy đến mức nào. Nghe chồng nói thế Bo Eun nghĩ ngay đến đàn chị của anh, kỳ quân sự hàng năm đến và anh phải tham gia. Đến giờ ăn trưa anh cảm thấy rất hạnh phúc khi cô đem đồ ăn trưa đến cho mình. Điều này khiến hai thằng bạn rất ghen tị. Đúng lúc đang ăn lại gặp một tên lính đến bắt nạt anh đi hít đất. Bình thường cao ngạo là vậy nhưng lúc bị bắt nạt thế này anh chỉ ngoan ngoãn chịu đựng. Hai thằng bạn thân cũng không làm gì khiến cô tức giận mà chạy đến cãi nhau với gã bắt nạt kia. Bên ngoài giả vờ ngăn cản cô nhưng thật ra anh rất vui vẻ khi thấy Bo Eun lấy thân phận là vợ ra bảo vệ mình. Sau khi cùng nhau đi quẩy họ lại xui xẻo gặp hai tên lưu manh. Chúng có ý định đùa giỡn với vợ nên anh xông lên đánh nhau một trận, ai ngờ lại bị đấm cho vỡ alo. Trước tình cảnh này cô hung hăng nhặt cành cây bên đường rồi quất cho hai tên lưu manh túi bụi. Cả bốn người bị đưa đến sở cảnh sát nhưng cảnh sát lại không tin họ là vợ chồng nên không cho họ ra về.
Sự việc chỉ được giải quyết khi thầy hiệu trưởng cùng cô giáo Kim đến bảo lãnh cho họ. Về đến nhà cô lại cầu nhau anh tại sao lại để bị đánh như vậy, cô cảm thấy thật là lo lắng cho anh mà. Hôm sau, đến trường cô giáo Kim vì biết người mình thích đã có vợ và đó lại là học sinh của mình nên bắt nạt Bo-eun. Một mình con bé phải trang trí bức tường lớn cho buổi văn nghệ sắp tới của trường. Sang-min cảm thấy bất bình đi chất vấn với cô Kim nhưng cô ấy vẫn không chịu thay đổi quyết định này. Đối mặt với bức tường lớn, cô bé thấy rất bất lực nhưng cũng chỉ có thể cố gắng hoàn thành mà thôi. May mắn lúc này người bạn thân đã không bỏ mặc cô mà đến cùng hoàn thiện bức vẽ lên tường. Xong việc, họ vào nhà vệ sinh rửa tay và cùng nhau nói chuyện. Không may bị nghe lén biết được mình đã có chồng còn đi cua trai. Bên này Sang-min vì muốn giúp vợ đã gọi hai thằng bạn của mình đến để sửa lại thành bức tranh ngày bé anh và cô cùng chơi xích đu. Sóng gió cuối cùng đã ập tới, cậu nhóc em của Bo-eun muốn tán gái tại tiệm sách đã nhờ hai thằng bạn của mình ghi hình lại khoảnh khắc này. Trùng hợp cô chị cùng bạn trai lại hẹn hò đúng cửa tiệm đó và vô tình bị ghi hình lại. Đang chơi cùng bạn trai thì Sang-min nhắn tin bảo vợ phải về ăn bữa cơm gia đình. Cô vội tạm biệt cậu bạn và về nhà. Mẹ thấy con gái về trễ có ý trách cứ nhưng chồng thì lại rất nhẹ nhàng bảo vệ vợ. Sau bữa cơm thì em trai mở băng ghi hình cho cả nhà xem về quá trình tán đổ gái của mình. Nhưng hình ảnh chiếu lên lại xuất hiện cảnh cô và bạn trai đang đi chơi với nhau. Thấy thế cô hốt hoảng chạy ra khỏi nhà còn anh thì đuổi theo sau. Anh tìm thấy vợ đang ngồi buồn bã trên chiếc xích đu rồi an ủi khuyên trở về nhà. Cả hai bên gia đình đều không có ý trách con vì cô chỉ là đứa bé 15 tuổi mà thôi. Và lại cuộc hôn nhân này cũng là vì ép buộc. Mẹ cô nói với tuy rằng hôn nhân là do sắp đặt nhưng thực ra bà cũng muốn Sang-min là con rể của mình. Bà còn kể về những chuyện lúc nhỏ anh đã quan tâm con gái như thế nào. Nghe mẹ nói thấy cô dường như hiểu ra có lẽ họ là do duyên trời sắp đặt. Về tới nhà con bé thấy quần áo chồng bẩn dính đầy sơn, linh cảm mách vào điều gì đó khiến cô chạy thẳng tới bức tranh tường. Đúng như cô dự đoán thì bức tranh khác hiện ra trước mắt làm Bo-eun xúc động vô cùng. Con bé chạy thẳng về tìm chồng cảm ơn nhưng anh đã ngủ mất rồi. Sáng hôm sau thức dậy, cô muốn gặp anh nên đã vào phòng tìm nhưng Sang-min đã rời đi trước. Bo-eun thấy cuốn album trên bàn nên tiện tay lật xem. Hóa ra bấy lâu nay bức thư mà cô gửi lúc anh đi nhập ngũ vẫn được Sang-min cất đi. Cô nhận ra tình đầu của anh chính là mình và thực sự tình cảm dành cho chồng càng rõ ràng hơn. Biết được điều này, cô vội đến trường tìm Jung-u để nói lời chia tay rồi chạy đến hội trường tìm anh. Thông qua người bạn thân, cô thấy được anh đang ngồi phía các thầy cô khác. Bo-eun đã định khi lễ hội kết thúc sẽ bày tỏ với chồng. Sau màn biểu diễn của các học sinh, anh được mời lên phát biểu nhưng đúng lúc này có người lại bước lên nói ra chuyện kết hôn giữa họ. Để bảo vệ vợ nên anh đã giải thích rằng chuyện này là do Bo-eun bị ép buộc. Anh cầu xin mọi người không nên làm khó cô bé. Ngay lúc này Bo-eun cũng bước lên sân khấu bày tỏ với chồng rằng cô không còn nhỏ nữa và thực sự em yêu anh. Nghe điều này anh rất bất ngờ và vui sướng, cả hội trường cũng phát cuồng lên. Sau khi hiểu được tình cảm của mình, cuộc hôn nhân từ ép buộc đã biến thành hôn nhân hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Đây là một bộ phim về tình cảm lãng mạn, cảm động và có cả hài hước. Xem xong tôi cảm thấy rất thích tính cách của nam chính. Dù rằng anh đào hoa rê gái nhưng lại rất trung tình với một cô gái từ bé đến lớn. Nhưng phim là phim nhạc quý vị, chưa đủ tuổi mà đòi cưới là đi tù ấy chứ mà đòi thanh mai trúc mã cái quẩn què.